để đón đầu và sở hữu tài sản trên tuyến phố ẩm thực Phan Xích Long, quận Phú Nhuận. Tuyến phố ẩm thực có chiều dài 1,5 km từ ngã tư Phan Xích Long và Phan Đăng Lưu đến đường Vạn Kiếp, bao gồm trục đường Phan Xích Long dẫn vào khu dân cư Rạch Miễu và toàn bộ tuyến nhánh mang tên Các Loài Hoa. Phạm vi phố ẩm thực nằm trên 3 phường 1, 2, 7 của quận Phú Nhuận. Quý anh chị và các bạn đang coi video nhớ cho chúng tôi một like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Trong video này chúng tôi giới thiệu tới quý anh chị nhà đầu tư một căn nhà nằm trên mặt tiền đường Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà có tổng diện tích đất là 128m², ngang là 8m và chiều dài là 16m. Căn nhà này có kết cấu xây dựng là một hầm, một trệt, lửng và 3 tầng lầu. Căn nhà có tổng diện tích sàn xây dựng là 431m². Hiện đang cho thương hiệu Bon Tron thuê với giá 160 triệu trên một tháng. Hợp đồng cho thuê còn 4 năm. Căn nhà này hiện đang được chào bán với giá 75 tỷ, nhà sổ hồng hoàn công đầy đủ. Căn nhà có view là hướng Bắc. Ngay cạnh phố ẩm thực Phan Xích Long còn có phố đi bộ và bến đường thủy trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghề. Nhiều người dân kỳ vọng phố ẩm thực Phan Xích Long sớm triển khai sẽ tạo không gian giải trí, tham quan, vui chơi cho người dân và thu hút không chỉ du khách trong nước mà còn du khách quốc tế. Quý anh chị quan tâm tới căn nhà này vui lòng liên hệ cho chúng tôi để chúng tôi cung cấp chi tiết thông tin hồ sơ pháp lý căn nhà này. Xin chào và hẹn gặp lại!